mới chọt tay vô lỗ không biết bỏ lại ở đâu, mẹ coi với mẹ tờ giấy đấy biết. Trời ơi. Đặc sản mà. Biết chọt tay vô lỗ đi. Biết chọt tay vô lỗ rồi biết chọt chọn đầu đi. Đâu cái đó là cá tẩm rồi gì cũng như ra. À dạ. Chí. Chọt tay vô lỗ đi ta. Lỗ đâu? Đưa cho mẹ cái miếng giấy đi. À. À đúng rồi, vậy đó hả? Rồi mẹ quay lại xong mốt con lớn rồi con coi lại rồi con giải thích là vì sao con làm vậy nha. Vì sao mỗi lần chọt tay vô lỗ là nó chỉ đầu, rồi chọt một cái chỉ hai tay vô hai. Ừ, đúng rồi, rồi, sao nữa? Sao nữa? À, chỉ vô đầu vậy đó. À. Rồi sao nữa? Chọt tay vô lỗ rồi sao nữa? À đó đó, chọt chọt cái đầu vậy đó. À à vậy đó.